Giải đấu FIFA Live 4 lớn nhất dành riêng cho sinh viên Việt Nam đã bước đến giai đoạn kịch tính nhất. Vòng chung kết quốc gia Student Cup 2020, 8 gương mặt thuộc 4 đội tuyển sẽ đại diện cho chính ngôi trường thân yêu của mình tại giải đấu này. Họ đã vượt qua 1.000 vận động viên thi đấu trên toàn quốc để cùng tranh tài cho chức vô địch và tổng giải thưởng lên đến 80 triệu đồng. Đại diện nào sẽ đưa tên trường họ đến với ngôi vị cao nhất? Câu trả lời sẽ có vào ngày 25 tháng 10 năm 2020 trên các kênh chính thức của eSports FIFA Live 4. Hãy cùng cổ vũ cho đại diện trường bạn yêu thích và nhận nhiều phần quà hấp dẫn.